cuộc sống này có ba loại người dễ tích cú nhất. Càng về già càng có xu hướng. Thứ nhất là người thường xuyên làm việc tử tế, lòng tốt giống như một dây chuyền. Khi cho đi, bạn sẽ được đáp lại theo một cách nào đó. Cho đi càng nhiều, bạn sẽ thấy rằng con đường của mình ngày một rộng mở hơn. Khi gặp khó khăn, sẽ luôn có một người nào đó ở bên đó để mở ra cho bạn một cánh cửa mới. Thứ hai là người tự giác và có chí tiến thủ. Thành công trên đời không dễ dàng đến, cũng không có ai may mắn cả đời. Chỉ khi bạn có kỷ luật, có chí tiến thủ thì tất cả những khó khăn bạn gặp phải rồi sẽ có một ngày biến thành quả ngọt. Thứ ba, người tử tế với gia đình, người thân. Hạnh phúc lớn nhất đời người không phải là ở trong một căn nhà to tới đâu, ăn uống xa hoa sang chảnh tới thế nào. Càng lớn tuổi mà sẽ nhận ra một điều rằng vật ngoài thân sau cùng đều là mây khói. Chỉ có gia đình ở bên bạn vững chắc nhất, là nơi an ủi tâm hồn quý giá nhất. Dù ngoài kia có bao dông bão thì gia đình vẫn là nơi yêu thương bạn vô điều kiện, nhất là lúc bạn về già. Chúc bạn tuổi càng cầu thêm thì phúc lộc càng nhiều nhất.